làm theo cái cột giống như ở trong sách đó. Thì còn tụi con làm như vậy là không có đạt yêu cầu, cho nên tụi con làm lại đi nha. Kim Huyền, Mộng Trinh, Thủy Vân, Thanh Trúc làm lại nha. Làm viết cái làm cái khung, đây là cái đề cương mà, cho nên là cái cũng chứ con không có cần viết tiểu luận này, nói cái này nói cái kia không cần. Thầy chỉ cần mấy cái vấn đề thầy đặt ra thôi, làm cái khung giống như người ta cái đại học Nha Trang á, có hiểu không, có hiểu không mấy đứa? Dạ, có. Làm lại đi, chúng tôi là dưới trung bình đó. Rồi ta đi qua bài thứ ba là các phương pháp nghiên cứu định. Đấy là mình nói về định lượng ha. Bây giờ mình nói định tính. Là phương pháp định tính đó thì là người ta không quan tâm đến số lượng, mà người ta quan tâm đến cái tính chất của vấn đề, cái cảm nhận, cảm nghĩ của cái người được khảo sát, tính chất của vấn đề, chứ người ta không có quan tâm đến cái số lượng. Cho nên là cái chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt. Đây là sự khác biệt giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Các anh chị sẽ thấy nó có những cái điểm khác biệt nhau như sau. Thứ nhất là lĩnh vực khác biệt. Lĩnh vực khác biệt thì là kích thước mẫu. Ở nghiên cứu định lượng thì cái như người ta nói lúc nãy á, cái mẫu của chúng ta phải đủ đủ lớn, đủ số lượng thì chúng ta mới có độ chính xác. Còn ở trong nghiên cứu định tính á, thì ta không có cần đặt cái nặng cái số lượng, và người ta quan tâm đến cái khả năng khai thác thông tin của người nghiên cứu và khả năng cung cấp thông tin của đối tượng khảo sát là như thế nào, thì người ta quan tâm như đó. Một người nhưng mà người ta lại cho những cái thông tin rất là bổ ích, còn hơn là một số người, chục người, 20 người nhưng mà không có thông tin gì cả. Đó là cái kích thước mẫu. Cái thứ hai là cái khác biệt thứ hai là sự chọn mẫu. Chọn mẫu như ta học lúc nãy là ở định lượng thì chúng ta chọn mẫu ngẫu nhiên, ngẫu nhiên là ngẫu nhiên tập hợp con, ngẫu nhiên phân tầng, vân vân. Còn ở trong cái nghiên cứu định tính thì người ta chọn mẫu có mục đích, người ta phải chọn cái đối tượng nào mà có khả năng đem lại thông tin cho người ta nhiều nhất. Thứ ba là đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu ở định lượng là sự liên hệ tương quan giữa các biến số. Một cái biến số, một cái số liệu nó thay đổi, ví dụ như là thay đổi theo năm, thay đổi theo thời tiết, rồi thay đổi theo tình hình kinh tế, chính trị xã hội, và thay đổi theo dịch bệnh, vân vân. Tất cả những cái đó là những cái biến số, nó biến đổi về cái, rồi là thay đổi về môi trường, về nhiệt độ, độ ẩm, vân vân. Nên tất cả những cái đó là những cái biến số. Thì cái nghiên cứu định lượng là đối tượng nghiên cứu nó sẽ thay đổi theo cái biến số đó. Còn cái phương pháp định tính thì ta lại nói đến tính đa dạng của quan hệ. Thường như thầy nói đấy, nghiên cứu định tính thì chúng ta nghiên cứu về mặt xã hội học, nhân văn, xã hội nhân văn. Còn cái nghiên cứu định lượng thì chúng ta thường là nghiên cứu về những cái vấn đề về về tự nhiên, khoa học tự nhiên. Cho nên là khoa học nhân văn thì người ta quan tâm đến cái đa dạng của cá thể, sự đa dạng của nhiều cái chủng loại người, dân tộc, tôn giáo, điều kiện sinh sống, vị trí địa lý, vân vân. Tất cả những cái đó là những cái mà tính đa dạng của cá thể, chứ không quan tâm đến cái biến số. Rồi lĩnh vực thứ tư đó là loại thông tin công bố. Ở định lượng thì dứt khoát là người ta phải như dạng số, có thể là dạng số hoặc là dạng biểu đồ,
biểu đồ, các biểu đồ cột rồi biểu đồ quạt rồi biểu đồ chấm rồi biểu đồ xin vân vân, giờ có nhiều thay đổi biểu đồ. Còn đa phần thì ở định tính thì chỉ có là ở dạng chữ thôi, là viết ra. Thứ năm, cái lĩnh vực thứ năm khác biệt thứ năm đó là giả định nghiên cứu. Đối với định lượng thì các sự kiện xã hội không phụ thuộc vào các đặc trưng về cảm xúc và niềm tin của từng cá nhân. Ở định lượng thì các cái nghiên cứu về xã hội thì các sự kiện xã hội không phụ thuộc vào các đặc trưng về cảm xúc. Cho dù cảm xúc của cá nhân như thế nào thì cái hiện tượng xã hội đó vẫn cứ xảy ra. Cho dù mà mình ghét ghét dịch, ghét con corona thế nào, ghét dịch cúm sát như thế nào thì nó vẫn xảy ra như thường. Có ghét chăng nữa, mình yêu thương hay là mình thích hay mình ghét thì nó vẫn xảy ra. Đó là sự kiện xã hội không phụ thuộc vào các đặc trưng của cảm xúc chúng ta. Nhưng mà ở định tính thì các hiện tượng xã hội thì bắt nguồn từ cá nhân và có quan niệm chung, thì người ta lại có những cái chung, cái ý tưởng chung. Ví dụ như là người ta nghiên cứu về cái vấn đề hậu Covid, hậu Covid tức là sau khi mà những người bị nhiễm Covid thì tâm tư, tình cảm, cảm tính, thái độ của họ như thế nào. Thì đó là cái đó là bắt nguồn từ cá nhân, mỗi một cá nhân mặc dù là cùng chung một cái điểm chung tức là bị F0. Sau khi F0 thì có người thì rất bi quan, có người thì cũng lạc quan, có người thì thôi mặc cho số phận, tới đâu thì tới, vân vân. Rồi thứ sáu, cái thì khác biệt thứ sáu là mục đích nghiên cứu. Ở trong định lượng thì thiết lập các mối quan hệ giải thích nguyên nhân các biến đổi của số liệu so với các biến số. Còn ở định lượng là như vậy, còn ở định tính thì là tìm hiểu các hiện tượng xã hội thông qua các đặc trưng của người trong cuộc. Những người trong cuộc người ta nghĩ gì, ví dụ như là các cái bệnh nhân nằm ở trong các cái bệnh viện thu dung người ta nghĩ gì. Thông qua khi mà người ta bị bệnh thì một cái chứng bệnh mà gọi là có khả năng là đến tử vong, người ta nghĩ cái gì. Rồi người ta có thể tìm hiểu các hiện tượng xã hội, ví dụ như là người ta xem xét cái việc tham gia của các tình nguyện viên, tình nguyện viên giới tôn giáo vào trong các cái bệnh viện thu dung. Đấy, anh chị thấy nhờ, rất là nhờ các cái tình nguyện viên tôn giáo, tức là các tu sĩ về công giáo như là linh mục, các sơ, các thầy, hoặc là ở bên Phật giáo như là các ni cô, các thầy, rồi ở bên Tin Lành, các mục sư, rồi bên các đạo khác nữa. Thế thì họ là những người tình nguyện viên, họ tham gia vào các cái công việc của các bệnh viện thu dung. Đây, y tế của chúng ta, cán bộ y tế chúng ta chỉ có một hạn hẹp một số người thôi, không thể có nhiều người được. Đó là chưa kể có nhân viên y tế có nhiều người cũng phải bỏ trốn luôn, sợ. Nhưng mà tình nguyện viên này lại chấp nhận đi vào cái nơi gọi là điểm nóng của cái dịch bệnh. Để mình thì rút lui, mình sợ, mình tránh né bản thân các anh chị, giống như là chúng ta cũng thấy đấy. Mình thấy dịch bệnh ở đâu thì mình né ở đó. Nhưng mà những người tình nguyện viên này là người ta nhảy vào cho đó để người ta giúp cho người bệnh, thật là cao quý. Thế thì mình tìm hiểu các hiện tượng đó thông qua đặc trưng của những người trong cuộc. Tại sao họ lại dám làm như vậy? Trong khi là dịch bệnh thì người ta lấn xa thì mình người ta lại nhảy vào. Đó là vì người ta có cái lý tưởng của họ, lý tưởng để phục vụ những người đau khổ, những người bệnh tật. Đấy, người ta đi tu là như thế, đi tu để phục vụ cho mọi người, anh em giúp đỡ, nâng đỡ mọi người cho anh em, chứ không phải là đi tu để cho chính bản thân mình. Rồi thứ bảy là phương pháp nghiên cứu. Ở định lượng thì xác định rõ ngay từ đầu, mình có cái đề tài xác định ngay từ đầu.
Còn ở trong định tính thì có thể là cái đầu tiên là chúng ta đưa cái đề tài đó, nhưng mà sau đó chúng ta có thể triển khai phát triển thêm, mở rộng thêm cái đề tài. Còn cái lĩnh vực thứ 8 là vai trò của người nghiên cứu. Vai trò của người nghiên cứu thì ở định lượng là độc lập và không được tác động đến kết quả nghiên cứu. Thế là chúng ta là phải xem cái chuyện là kết quả nghiên cứu là một cái tiến trình mà nó chúng ta không được sửa chữa, sửa đổi, bóp méo đó, thay đổi đó. Còn ở cái định tính thì chúng ta thừa nhận và quan tâm đến sự tác động, tức là cái người nghiên cứu có quyền tác động đến cái người khảo sát đó, để họ nhận thức. Ví dụ như là vừa rồi các anh chị nói là cái nghiên cứu cái tình trạng bỏ học của sinh viên trường cao đẳng Đại Việt chẳng hạn, thì cái người nghiên cứu chúng ta là vai trò cái người nghiên cứu, chúng ta có thể tác động đến các bạn tìm hiểu những cái bạn bỏ học, những bạn đã từng bỏ học, thì tìm hiểu xem vì sao họ bỏ học, thì chúng ta tác động vào họ và giúp cho họ bây giờ thấy bạn bỏ học như thế là không hợp lý, bây giờ thì chỉ còn có một hai học kỳ nữa thôi, tại sao mình bỏ, và mình bỏ cả 2 năm trời mình vất vả, bây giờ còn có năm cuối cùng thì sao mình bỏ, đúng không? Thì mình tạo điều kiện cho họ rồi kêu gọi sự giúp đỡ của nhà trường đấy. Nhà trường cho nợ phí chẳng hạn, đấy, ra khi nào ra trường đi làm có tiền rồi trả tiền học phí rồi mới lấy bằng đấy. Ở bên trường Quang Trung mình cũng có trường hợp vậy đấy, tức là đang đi học thì do mất việc hay là do gia đình có cái hoàn cảnh khó khăn không đóng tiền học phí được, thì làm một cái đơn xin ban giám hiệu cho học tiếp, công nhận các cái kỳ thi, nhưng mà cái bằng thì không được giữ lấy, ra trường có bằng không được lấy, một cái bằng đó phải giữ lại, khi nào đóng đủ tiền vào thì lấy lại cái bằng đó. Thì đúng đó là một cái cách thức giúp cho cái sinh viên chúng ta làm cho sinh viên, đó là cái vấn đề nhân bản, giúp đỡ cho những người khó khăn đó. Cho nên là ở trong cái vai trò người nghiên cứu ở đây là có quan tâm đến sự tác động đến cái đối tượng khảo sát. Thứ 9 là vai trò của bối cảnh nghiên cứu. Ở định lượng thì là hạn chế tối đa sự tác động, làm sao cho bên ngoài, cái hoàn cảnh bên ngoài, những cái tác động bên ngoài nó tác động càng ít càng tốt, thì nó ít biến số, ít biến số thì mình dễ nghiên cứu. Còn ở trong định tính đó thì thừa nhận và quan tâm đến sự tác động, đã quan tâm nhiều đến tác động của vấn đề xã hội xung quanh đến cái vấn đề nghiên cứu của chúng ta. Ví dụ như là đấy, các anh chị thấy rõ ràng là tác động xã hội dịch bệnh này đối với sinh viên chúng ta cũng ảnh hưởng rất nhiều ha. Đa phần một số các anh chị chúng ta đi làm thêm, các bạn sinh viên đi làm thêm là trong các cái nhà hàng ha. Cái buổi tối chạy bàn ở trong nhà hàng để kiếm sống, để đóng tiền học. Bây giờ nhà hàng đóng cửa, karaoke đóng cửa thì làm gì? Thì mình không có việc làm, không có việc làm tiền đâu mà sinh sống, chứ đừng có nói là tiền đâu mà học. Cho nên là dẫn đến bỏ học. Thế thì mình quan tâm giúp đỡ những cái trường hợp đó bằng cái này hoặc cách khác. Cho nên là thừa nhận và quan tâm đến sự tác động. Rồi ta qua cách chọn mẫu, chọn mẫu và trình tự trong nghiên cứu định tính. Về chọn mẫu thì do đặc trưng nghiên cứu của theo chiều sâu, kích thước của mẫu nghiên cứu có thể rất bé, có thể là bằng một người cũng được. Nghiên cứu có thể khá lớn, là vài chục người trở lên, tùy theo cái đề tài của chúng ta là cái gì. Sự lựa chọn mẫu không cần tuân theo quy tắc ngẫu nhiên. Đây gạch dưới đi các anh chị, không cần tên theo rất ngẫu nhiên mà cần chú ý đến những đối tượng khảo sát có nhiều khả năng cung cấp thông tin theo yêu cầu của đề tài. Đây chúng ta không cần ngẫu nhiên, chúng ta chọn lựa hay là có sự chọn lựa đàng hoàng. Ở định tính là chúng ta có chọn lựa, ở định lượng thì chúng ta mới là ngẫu nhiên. Thế thì để chọn mẫu trong định tính thì người ta chọn như thế nào?
Thứ nhất là người ta chọn theo địa bàn, các thứ đi ha, và bài cách chọn. Chọn theo địa bàn, tức là chúng ta chọn cá nhân hay nhóm nhỏ một nơi phù hợp với mục đích nghiên cứu. Ví dụ như là người ta nghiên cứu về một dân tộc nào đó, ví dụ như người Hờ Mông, người Hờ Mông ở Sapa, đấy. Cái người Hờ Mông ở Sapa là được nhiều người, người ta dân tộc Mông, Hờ Mông là nhiều người người ta nghiên cứu lắm, tại vì Sapa có những cái cái vùng đất mà nó còn mang tính dân tộc rất nhiều, cái người Kinh của chúng ta chưa có khai phá vào những cái dân tộc của họ, cho nên là nó những cái thủ tục của những cái tục lệ ta vẫn còn, vì thế người ta hay nghiên cứu Hờ Mông. Đây là chúng ta chọn địa bàn, là Lào Cai chẳng hạn. Rồi chúng ta chọn đại trà, tức là chọn đặc mật trưng từ nhiều tập hợp. Đại trà thì chúng ta có thể chọn bất cứ ở nơi đâu, bất cứ ở chỗ nào, bất cứ dân tộc nào, bất cứ tôn giáo nào. Chọn di truyền, tức là cá nhân nhóm được chọn sẽ giới thiệu cá nhân nhóm được tham gia trước đó, tức là ta được chọn để mà nghiên cứu, ta giới thiệu cho những người khác để người ta tiếp tục nghiên cứu. Ví dụ như là những cái đề tài thầy nói, ví dụ như những đề tài về một trong những đề tài thầy có tham gia đó là bên đại những các thành đó, là khuynh hướng chọn nghề, khuynh hướng chọn nghề sau khi ra trường của các sinh viên dược, đại học dược. Thế thì cái đề tài đó nó sẽ hướng đến cái chuyện mà chúng ta phải khảo sát xem sinh viên khi sau khi ra trường thì họ sẽ thích làm cái nghề gì và cái hướng của họ chọn là cái nghề gì. Nên chúng ta có rất là nhiều cái nghề để chọn, có thể là giảng dạy, ở lại trường giảng dạy hay là đi vào các trường cao đẳng các thứ để giảng dạy. Rồi cũng có thể là chúng ta làm nghiên cứu, đấy, vào các cái viện nghiên cứu để chúng ta nghiên cứu về khoa học, các cái loại thuốc mới, các loại hoạt chất, vi chất mới. Cũng có thể là chúng ta làm cái nghề là chúng ta mua bán dược liệu, đi nuôi trồng dược liệu. Đấy, có những cái nơi, có cái những vùng đất mà người ta nuôi trồng dược liệu. Rồi cũng có thể là vào cái phòng thí nghiệm để làm kiểm nghiệm. Rồi có thể là vào cơ sở bảo quản để làm bảo quản thuốc. Rồi có thể vào các làm trình dược viên. Rồi là vào các công ty dược phẩm để làm việc. Để công ty dược phẩm để mà sản xuất thuốc. Vân. Đây rất là có nhiều cái ngành nghề là chúng ta chọn. Thế thì sẽ theo cái dây chuyền là cá nhân, tức là những người sinh viên, có những sinh viên mà người ta mình chọn lựa để mình lấy dữ liệu, thì mình lại nhờ cái sinh viên đó giới thiệu những người bạn của họ để mà mình làm một cái khảo sát. Thế là giới thiệu người được chọn lại giới thiệu những người khác, gọi là chọn dây chuyền. Rồi trình tự thu thập và xử lý dữ liệu thì chúng ta có ba cái pha, anh chị đặt dưới là ba cái pha. Pha thứ nhất là giai đoạn chuẩn bị. Giai đoạn chuẩn bị thì chúng ta lựa chọn vấn đề nghiên cứu của chúng ta là gì.
xác định được cái đề tài của chúng ta. Trong đó từ cái đề tài đó chúng ta, về cái mục đích nghiên cứu của chúng ta thì chúng ta dẫn đến cái dự kiến các câu hỏi cần nghiên cứu khảo sát, bao nhiêu câu hỏi, hỏi về vấn đề gì nhé. Người ta lựa chọn đối tượng khảo sát là ai và chúng ta làm thủ tục xin khảo sát. Tại sao phải làm thủ tục xin khảo sát? Phải có những cái trường hợp mà các anh chị phải đi đến các cái cơ quan để mà khảo sát, hoặc là các anh chị đến các địa phương để khảo sát. Ví dụ chúng ta khảo sát về tình hình bệnh tật của một cái xã nào đó thì chúng ta chắc chắn là chúng ta muốn làm cái đó thì chúng ta phải liên hệ đến ủy ban nhân dân xã, rồi trạm y tế để họ cho phép chúng ta thì chúng ta mới được khảo sát ở các dân địa phương ở đó về cái tình hình bệnh tật của họ. Chứ ta không có làm thủ tục xin khảo sát thì A Tầm Phù đến là coi chừng là địa phương người ta đuổi mình đi. Rồi pha thứ hai là các anh chị thu thập dữ liệu. Chúng ta tiến hành bước thu thập sơ bộ, sau đó phân tích các cái dữ liệu. Rồi tiếp đến là chúng ta trên cơ sở kết quả phân tích các dữ liệu ban đầu, chúng ta xác định rõ hơn hoặc điều chỉnh đối tượng khảo sát để lấy dữ liệu cho bước tiếp theo. Và thứ ba là đánh giá. Để sau khi chúng ta đã có phân tích rồi thì chúng ta đánh giá tổng hợp các kết quả phân tích dữ liệu, phát triển cơ sở lý luận từ các kết quả thu được. Thì ta đi qua phần thứ ba là các dạng nghiên cứu định tính. Các dạng nghiên cứu định tính thì ở đây người ta đưa ra cho các anh chị hai cái dạng thường thấy nhất. Một là phân tích nhân chủng. Phân tích nhân chủng tức là một cái phương pháp mà mô tả và phân tích các sự kiện xã hội, niềm tin, quan niệm, hành vi của cá thể trong môi trường nghiên cứu. Tức là đa phần là nghiên cứu về các yếu tố về xã hội nhân văn, tôn giáo chẳng hạn, rồi là tập tục, thói quen, rồi các cái văn hóa nghệ thuật ở trong quần chúng. Đây là những phân tích nhân chủng. Công cụ dùng để thu thập dữ liệu đối với phương pháp này là phỏng vấn sâu và quan sát. Tức là phỏng vấn sâu, người ta đặt vấn đề phỏng vấn sâu là gì? Phỏng vấn là các anh chị đưa ra câu hỏi cho một đối tượng, rồi các đối tượng nó trả lời theo cái câu hỏi của anh chị, đó là phỏng vấn. Nhưng mà ta gọi là sao là gọi phỏng vấn sâu? Phỏng vấn sâu là người ta phỏng vấn vào đúng cái một số cái đối tượng đại diện cho một cái khách thể nghiên cứu. Ví dụ như là trong lớp chẳng hạn, đây người ta hỏi về tình hình học sinh bỏ học và tình hình học tập của cá nhân của các cái thành viên ở trong lớp nó như thế nào. Thế thì khi mà hỏi như thế thì người ta có thể hỏi từng bạn một. Ví dụ lớp con chị có 20 mấy bạn thì chúng ta hỏi 20 mấy bạn cũng được. Nhưng mà người ta cũng có thể là người ta không hỏi 20 mấy bạn mà người ta chỉ hỏi vài bạn thôi. Thì lựa chọn những cái bạn nào, ví dụ như là lựa chọn lớp trưởng chẳng hạn, để biết được tình hình lớp. Rồi lựa chọn một cái bạn nào học khá nhất, biết cái tình trạng học tập của lớp. Rồi đó là những cái để cho người ta có được cái nội dung phỏng vấn mà nó mang lại hiệu quả nhất. Cho nên là phỏng vấn sâu là vậy, sâu là đi vào một đối tượng nào đó chứ không phải đi hết tất cả. Rồi phỏng vấn hoặc quan sát trong nghiên cứu định tính không chú trọng đến yêu cầu thống kê với dữ liệu mà tập trung đi sâu vào phân tích các biểu hiện tình cảm, thái độ của đối tượng. Ví dụ nghiên cứu hiện tượng quay cóp của trong sinh viên ở trong cái đề tài mà thầy nói ở bài số 1 thì đối tượng nghiên cứu định lượng sẽ là thống kê sinh viên có hành vi quay cóp, thống kê các nguyên nhân dẫn đến hành vi quay cóp, đúng không? Còn nghiên cứu thì là khác. Nghiên cứu thì chúng ta là tìm hiểu các nguyên nhân, chúng ta quan tâm đến nguyên nhân dẫn đến các quay cóp, quan niệm của thái độ sinh viên vấn đề quay cóp như thế nào. Để ta đưa ra cái nguyên nhân. Ở trong cái bài của các anh chị, người ta chỉ cần các anh chị làm cái
cái đề cương thôi. Giống như mình làm rất là dễ, mình chỉ cần thay cái chiếc quay có thành cái chiếc bỏ học là xong rồi. Nhưng mà thầy thấy các anh chị viết thêm, viết nhăn, viết cội thêm điều đó, nó dư, nó thừa, không cần thiết nhá. Cái đó là người ta bảo mình làm đề cương thì mình cứ làm đề cương như thế thôi. Rồi thứ ba hai là thu thập tư liệu và các minh chứng. Đây là phương pháp nghiên cứu mà không có sự tương tác trực tiếp của con người. Đây là đầu tiên là cái nhân chủng học đó, thì là người ta nghiên cứu về đối tượng là con người cụ thể. Còn cái phương pháp thứ hai là thu thập tư liệu minh chứng thì người ta không cần con người ha. Và người ta cần cái gì? Cần các cái cơ sở vật chất về các tài liệu của cái con người đó. Cho nên là cái kia là bằng chứng sống, còn cái này là bằng chứng chết ha. Cái này là những cái số liệu, tư liệu, thư từ, hình ảnh ha. Ví dụ như là các tư liệu cá nhân, nhật ký, hồi ký, thư từ, các tài liệu hành chính như là thông báo, quyết định, số biên bản ở cơ quan, các hiện vật gắn bó với cuộc sống thường ngày của cá nhân hoặc tập thể. Đấy, ví dụ như là một cái nghiên cứu là người ta nói về nghiên cứu về nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Đặng Thùy Trâm là ai? Bà ta là một bác sĩ, bác sĩ ra trường thời chiến tranh chống Mỹ. Thì thay vì thì như là bà ta là một cái người học giỏi, con nhà có quyền thế, tức là có bố mẹ là cán bộ, cho nên là con gái nữa, thì ra trường là bác sĩ thì đương nhiên sẽ về một cái bệnh viện lớn nào ở trong Hà Nội. Nhưng mà không, với tinh thần gọi là thanh niên khí thế hừng hực, lý tưởng rất là cao, cho nên là bà ta chấp nhận đi tình nguyện đi vào cùng các chiến sĩ đi vào miền Nam để cùng chăm sóc sức khỏe cho các cái chiến sĩ ngoài mặt trận. Đấy, anh em là được yên ổn mà không chịu, không chấp nhận chấp nhận là đi theo cái tiếng gọi của con sông, tiếng gọi của đất nước, tiếng gọi của lý tưởng để đi vào Nam. Sau đó chiến tranh chống Mỹ xong rồi đó, bà đã hy sinh ở trên chiến trường, và các cái nhật ký của bà viết lại cho chúng ta thấy được cái con người đó là một con người rất lý tưởng, rất yêu nước, rất là yêu đồng đội, đó là một con người đáng quý. Cho nên là thông qua việc đang xem cái nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm và các tư liệu quan trọng trong chiến tranh chống Mỹ, cái người nghiên cứu có thể xây dựng được một hình ảnh đặc trưng của một bác sĩ cách mạng, khiến khái quát được tâm tư, suy nghĩ, ao ước của một lớp thanh niên sống có lý tưởng. Đấy, tức là không chỉ là cá nhân của bác sĩ Đặng Thùy Trâm, mà cả người ta đi rộng hơn, cả một lớp thanh niên sống có lý tưởng ở thời chống kháng chiến chống Mỹ. Từ đó rút ra những bài học cho thanh niên ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta có dám xông pha ngoài mặt trận nữa không? Mặt trận đây không phải là chiến tranh nữa, mặt trận đây là gì? Đấy, Covid đấy. Covid cũng là mặt trận của chúng ta. Bao nhiêu người nản chí rút lui, nhưng có bao nhiêu người thanh niên tình nguyện đi vào cái điểm nóng để mà giúp đỡ cho những người bệnh nhân. Đấy. Đây, trường của mình cũng có một cái chị học đại học Nguyễn Tất Thành ở trong trường mình nè, mình trường mình gọi là cái cơ sở đào tạo á, giống như là mình cơ sở đào tạo cho trường Đại Việt á, thì cái này là Đại Việt cơ sở đào tạo cho Nguyễn Tất Thành. Chỉ là chị Lệ, chị học thi xong hết rồi, tốt nghiệp rồi, thì chị Covid thì chị tham gia vào các đội tình nguyện viên để giúp đỡ những cái trong cái chiến dịch đó, ghi chép sổ sách rồi là ổn định này, lấy mẫu tiêm chủng vân vân. Sau đó thì chị bị mắc Covid và chị chết rất đau thương, bị chị chết, bà mẹ của chị cũng chết. Thế thì
thì chưa tốt nghiệp mà, chưa có thi xong rồi mà chưa tốt nghiệp, cho nên là sau đó thì nhà trường đã đề xuất với lại trường Nguyễn Tất Thành là cấp cho chị một cái bằng danh dự, dược sĩ danh dự, dược sĩ danh dự, mặc dù đã qua đời rồi, dược sĩ danh dự, chị Lệ, Nguyễn Thị Lệ. Đấy, cho nên là đó là một trong những tấm gương cho chúng ta noi theo để có những người dám xả thân vì gì, vì để phục vụ cho những người xung quanh chúng ta, những người bệnh nhân. Đó là cái tinh thần của người cán bộ y tế của chúng ta. Đây là cái chân dung của cái của bác sĩ Đặng Thị Trâm. Hình thật của cô ấy. Cô sinh năm 1942 tại Huế. Tức là nếu mà cô sống ngày hôm nay thì cô được 80 tuổi rồi. Hy sinh năm 70 tại Quảng Ngãi, là một nữ bác sĩ lịch sử trong chiến tranh Việt Nam, được nhà nước ghi tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang năm 2006. Thứ tư là ta nói về công cụ. Đấy. Ở cái công cụ thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định tính thì chúng ta có những công cụ nào? Công cụ thứ nhất là phỏng vấn sâu, như thầy nói đấy đấy, phỏng vấn sâu tức là chúng ta phỏng vấn vào sâu vào một đối tượng mang lại cho chúng ta nhiều dữ liệu nhất. Các dạng phỏng vấn sâu thì có thể là chủ đề và câu hỏi được xác định trước, chủ đề được xác định trước nhưng các câu hỏi được xác định trong quá trình hỏi, chủ đề và các câu hỏi được xác định trong quá trình hỏi. Thứ hai là phương pháp đặt câu hỏi, định hướng nội dung câu hỏi, hướng câu hỏi theo chủ đề cụ thể như là lực sự bản thân, ý kiến cá nhân, quan điểm, cảm xúc, nhận thức, tình cảm. Định hình câu hỏi, các câu hỏi dành được phát triển dựa theo ngữ cảnh, dữ liệu đã có. Thế thì một số vấn đề quan tâm khi các anh chị hỏi. Khi chúng ta phỏng vấn sâu như thế thì chúng ta lưu ý đến môi trường tiến hành phỏng vấn. Chúng ta tạo cái môi trường nào cho nó tĩnh lặng một chút, đừng có quá ồn ào. Ồn ào thì cái người được phỏng vấn đó, người ta không tập trung vào cái câu hỏi trả lời mà ta bị lo ra, ta nhìn xung quanh rồi tiếng, ta không thể nào phỏng vấn mà trong quán nhậu mà phỏng vấn được, đúng không? Ồn ào, náo động. Thứ hai là tạo sự thân thiện và tin cậy để cho cái người trả lời phỏng vấn người ta dễ bộc bạch ra cái tư tưởng, tâm tư, tình cảm của người ta, thì mình phải có sự tin cậy và có sự thân thiện. Người ta thân thì người ta mới nói chứ, còn người ta thấy lờ lờ, lửng lửng lờ lờ, không có thân thiện, thậm chí là nhìn thấy ghét rồi người ta không thèm trả lời. Rồi chúng ta phải biết cách gợi mở vấn đề, đặt vấn đề ra, gợi mở cho người ta. Khi người ta vấp váp, người ta không nghĩ ra thì mình mớm cho người ta để người ta trả lời. Rồi giới thiệu về tầm quan trọng của nghiên cứu để cho người ta biết tôi là ai, tôi đang làm đề tài nào, và cái đề tài này nếu mà nó thành công thì nó sẽ giải quyết được vấn đề gì. Đấy. Rồi chúng ta khéo léo khi đặt câu hỏi về lịch sử bản thân và các vấn đề tế nhị. Khi ta hỏi về cái người đó, cá nhân cái người đó, thì chúng ta phải hết sức là tinh tế, hết sức là khéo léo, đừng có để đụng chạm những cái vấn đề mà không cần thiết. Ví dụ như là Tây Phương người ta hay nói một câu là không nên hỏi tuổi một người phụ nữ. Bởi vì đôi khi người ta mặt thì người ta trẻ nhưng mà thực sự là tuổi người ta rất là lớn. Cho nên người ta ngại trở thành người già, đúng không? Cho nên là không hỏi tuổi. Đó là vấn đề tế nhị, hoặc là vấn đề về gia đình. Đấy, vợ con, chồng con, khi người ta đổ vỡ trong hôn nhân, những cái chuyện tế nhị đó mình không được nói ra. Rồi chúng ta hiểu biết về văn hóa, phong tục tập quán của cái người mà phỏng vấn, để mình hiểu được mình đừng có xâm phạm đến cái chuyện phong tục tập quán của họ, tôn giáo của họ. Rồi trình bày dữ liệu và phỏng vấn sâu, bảo đảm tính chính xác. Chúng ta không tóm tắt, dùng từ thay thế,
rồi chúng ta ký tự hóa các biểu hiện cảm xúc. Thí dụ như là ta tiếng thở dài, nói lắp tiếng đệm, ghi chú tất cả những đặc trưng của môi trường điều kiện phỏng vấn, mã hóa dữ liệu phỏng vấn. Sau đây là một cái mẫu phỏng vấn được ghi lại. Thì các anh chị nhớ là nếu mà chúng ta quay video clip để phỏng vấn, hoặc là chúng ta dùng cái máy ghi âm chúng ta phỏng vấn, thì đôi khi thì chúng ta có thể có thể thấy được cái người phỏng vấn và nghe được cái phỏng vấn nó rõ ràng. Nhưng mà khi các anh chị viết viết ra, đây các anh chị làm báo cáo, anh chị viết ra, thì các anh chị không thể nào mà viết hết được nếu mà chúng ta không có những cái dấu ngoặc, dấu cái phần ở trong dấu ngoặc này. Anh chị thấy đây là một cái mẫu phỏng vấn của một cái cô sinh viên, cô nghỉ học vì lý do gia đình. Nếu mà chúng ta không có những cái mở dấu ngoặc này thì có lẽ là chúng ta sẽ thấy cái buổi phỏng vấn nó rất là chán, và thậm chí là nó không có chiều sâu gì cả. Để hỏi em có thể cho biết lý do tại sao em quyết định nghỉ học ngay sau năm thứ nhất. Đáp này, đây cái cô sinh viên cô đáp này, vẻ mặt buồn bã. Các anh chị phải mở đúng ngoặc cho người ta biết rằng là vẻ cái mặt cái cô này buồn, cô nghĩ là cô buồn chứ không phải cô vui. Nhưng người nghỉ học vui buồn. Dạ, rồi chấm tức là suy nghĩ. Có nhiều lý do lắm ạ. Ngưng một phút đấy, lại tiếp tục suy nghĩ, tức là một con người rất trăn trở. Ba má em nói cần phải đi làm để kiếm thêm tiền cho gia đình, với lại em còn có hai em nhỏ đang học phổ thông. Thở dài và nhìn ra ngoài cửa. Kể cả thở dài, cái tiếng thở dài có nghĩa là gì? Cảm thấy mình bất lực và mình nối tiếc nhìn ra ngoài cửa xa xăm, thấy cái tương lai của mình nó không biết tới đâu, tại vì mình đang học đại học mà bây giờ tự nhiên phải nghỉ vì không có tiền đóng tiền học và lo cho gia đình. Mà thật ra em lại tiếp tục suy nghĩ, cũng không nghĩ, không biết mình sẽ làm việc gì ở vùng quê với cái bằng đại học. Thế cái tương lai của họ, của cô ta nhìn và xa xăm, thấy nó lại càng mù mịt hơn. Giả sử như mình cố gắng đi, mình đi học đại học đi, học xong rồi có bằng đại học rồi về quê để làm gì, bằng đại học có cần không? Đấy. Cho nên là cái nỗi buồn của cô là gần như là một nỗi buồn rất là da diết và không có đường tháo gỡ. Ba má em chỉ muốn em sống ở đây thôi. Đấy, một cái mẫu phỏng vấn, nếu mà các anh chị không có những cái mở ngoặc, đóng dấu ngoặc này rồi những cái chấm chấm, thì các anh chị sẽ thấy là cái bài viết về phỏng vấn của chúng ta nó rất dở, nó không có thấy được cái tâm trạng của cái người sinh viên này. Rồi cái thứ hai, phương pháp thứ hai là phương pháp dùng bảng câu hỏi mở. Thế thì quá trình xây dựng câu hỏi, xem xét tính hiệu quả của phương pháp đối với nội dung nghiên cứu, rồi xác định mục tiêu, mục đích nghiên cứu như là gì, thì chúng ta mới xây dựng câu hỏi. Sau đó tranh thủ kinh nghiệm từ các mẫu câu hỏi đã được sử dụng hiệu quả. Thế thì các anh chị khôn ngoan thì chúng ta tra cứu ở trong Google, trong các tài liệu, xem người ta đã đặt những câu hỏi như thế nào cho những cái đề tài gần gần giống như mình, và bắt chước người ta để mình làm. Thế cuộc đời chúng ta nhiều khi là khoa học mà, các anh chị, không phải là mình gọi bắt chước là xấu, mà mình tiếp kế tục những cái thành quả của con người. Tức là những người đi trước người ta đã làm, đã hay, đã giỏi rồi thì mình bắt chước thôi, chuyện nó bình thường mà. Rồi viết thử nghiệm bằng câu hỏi, rồi triển khai thử nghiệm bằng câu hỏi, tức là viết thử cái bằng câu hỏi, sau đó chúng ta thử nghiệm bằng cách là chúng ta đưa cho những người thân lân cận chúng ta để chúng ta thử nghiệm, ta trả lời thử, rồi ta góp ý cho mình cái bằng câu hỏi của chúng ta. Sau đó thì chúng ta đánh giá kết quả thử nghiệm, coi là cái bảng câu hỏi chúng ta bổ sung chỗ nào, bớt chỗ nào, thay đổi chỗ nào, hoàn thiện bảng câu hỏi. Về thiết kế bảng câu hỏi tương tự như phần thiết kế khoa học nghiên cứu định lượng. Cái phương pháp thứ ba là các phương pháp khác. Ngoài cái hai phương pháp trên thì chúng ta có các phương pháp khác, là chúng ta quan sát trực tiếp và gián tiếp thông qua phim ảnh về, ví dụ như là người ta nói về các cái trận chiến ở
ở Điện Biên Phủ năm 1945. Chế cuộc chiến ở Điện Biên Phủ à. Thế này năm 1945 là đánh ở Điện Biên Phủ chẳng hạn. Thế thì khi mà cái trận đánh Điện Biên Phủ đó thì quân đội ta dùng những cái cách thức mà vận chuyển mà cái quân đội Pháp không thể tưởng ngờ được, tức là chúng ta kéo pháo bằng người. Đây các anh chị biết là để cái Điện Biên Phủ nó là một cái lòng chảo, là một cái thung lũng, cho nên là để mà tấn công vào nó được thì chúng ta phải từ trên đánh xuống. Muốn từ trên đánh xuống thì rất là khó. Nếu mà mình đánh xuống mà mình đánh bằng người á, mình từ trên mình lao xuống thì ở dưới đây nó phang lên là mình chết hết. Cho nên là người ta dùng pháo, tức là dùng cái đại bác á, bắn vào trong đó. Thế thì cái người Pháp người ta không có nghĩ rằng là người dân các cái bộ đội mình có khả năng để mà có pháo, có đại bác. Mà nếu có đi chăng nữa thì làm sao mà có thể mà mang lên trên này để mà pháo xuống được. Thế thì nên là họ rất là an toàn ở trong cái lòng chảo đó. Nhà đâu biết rằng là Việt Nam mình cái ý chí chiến đấu của dân tộc Việt Nam mình là quá là mạnh nha. Cho nên là rồi dùng sức người kéo pháo lên. Các anh chị có bài hát về kéo pháo lên, kéo pháo đó ha. Nên kéo bằng dây, kéo từng mét một, hàng chục con người thay phiên nhau kéo từng cái khẩu pháo đại bác nặng mấy tấn đi lên từ dưới chân đồi mà lên trên cao như thế, biết bao nhiêu công sức mà kéo ở trong cái tình trạng mà cái đường rừng đó các anh chị, chứ không phải là cái đường bằng của chúng ta đâu ha. Thế đó là nhờ cái đó mà chúng ta chiến thắng đấy. Thế thì người ta sẽ nói về Điện Biên Phủ thì đề tài về Điện Biên Phủ thì người ta phải có hình ảnh, có tư liệu, và người ta phỏng vấn những cái người chiến sĩ đã từng tham gia chiến Điện Biên Phủ thế nào vân vân. Đó là người ta nghiên cứu các cái tư liệu qua phim ảnh, qua cái từng đối tượng đã tham gia. Đây là cái phim Việt Nam dựng về cái cô Đặng Thùy Trâm, tựa đề là Đừng Đốt Đồng Bờ, là một bộ phim theo chính kịch lịch sử được sản xuất vào năm 2009 do ông Đặng Nhật Minh đạo diễn và viết kịch bản. Phim được dựng nên trên quyển hồi ký nổi tiếng cùng tên là Đừng Đốt của nữ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, viết từ năm 68 đến năm 70 lúc mà cô hy sinh. Cái cô này là tài tử nhá, còn cái cô nãy đó mới là cái cô Đặc Thị Trâm thực sự. Rồi hôm nay mình nghỉ tại đây nhé. Có ai hỏi gì không? Điểm danh cái đi ha, không hỏi thì tôi điểm danh nha. Danh có mấy người đi học có đàng hoàng không? Anh người lớn tuổi trước này, cái nhỏ cái lớp mà N21 VTC1 Công Bảo, có thầy Anh Ngọc Hân, dạ có Nguyễn Hoàng Nhật Linh, Hoàng Nhật Linh bắn ha, Trần Lê Kim Ngân, dạ có thầy Phan Kim Ngân, dạ có thầy Phan Như Hảo, dạ có Phạm Trần Như Ý, Ý bắn hả, Lê Phan Quốc Việt, dạ có thầy ơi, Lê Phan Quốc Việt, dạ có. Còn cô Như Ý, dạ cô Như Ý có không? Có. Đỗ Nguyễn Duy An bắn ha, Trần Như Quỳnh, Nguyễn Ngọc Phú, dạ có, Hoàng Đức Tiến, dạ có đây ạ, Nguyễn Thị Thanh Thảo,
Dạ có. Lê Thị Nhi. Lê Thị Nhi. Hà Nhật Linh có. Lê Thị Nhi vắng ha. Võ Thị Diễm Nhi. Dạ có. Nguyễn Ngọc Anh Thư. Dạ có. Nguyễn Trọng Tâm. Dạ có thầy. Lê Thị Tú Hảo. Dạ có. Rồi có ai chưa có tên không? Lớp này chưa ai chưa có tên không? Dạ có con Hồ ơi. Nguyễn Thị Trúc Phương. Trúc Phương hả? Dạ. Trúc Phương từ trước không có đi học hả? Dạ. Đúng không? Rồi ai nữa? Có ai nữa không? Rồi lớp các em nhỏ. Anh. Dạ có. Quỳnh Anh. Dạ có. Phạm Lan Anh. Bắn rồi. Ngọc Ánh. Dạ có. Trịnh Thị Chi. Dạ có. Ý Dung. Có. Hậu. Dạ có. Huyền. Dạ có. Kim Huyền. Kim Huyền vắng hả? Đức Khải. Dạ có rồi. Kiều. Dạ có. Thảo Nguyên. Dạ có. Ê, con Kiều hôm nay mày mở cam ra cho thầy thấy mặt coi, con lớp trưởng coi, cho thấy mặt này là đi con Kiều. Hả? Mở cam đây coi. Coi mặt gái đẹp gái không? Mở ra coi. Kiều. Dạ. Mở cam đây coi, thầy coi mặt con coi. Đẹp trai không? Rồi, rồi, tốt. Rồi, được. Đang bán thuốc hả? Đang bán thuốc hả? Rồi quá. Kinh doanh dữ quá hơn Kiều này. Rồi, Nguyễn Nhi. Dạ có. Hà Phi. Dạ có. Nhật Phi. Ừ. Dạ có. Kiều Phong. Dạ có. Hoài Thương. Dạ có. Y Tiên. Dạ có. Mộng Trinh. Dạ có. Kim Huyền có hả? Lê Thanh Trúc. Dạ có. Liêu Quế Huyền. Dạ có. Nguyễn Thị Vân. Rồi. Thảo Vi. Dạ có. Rồi. Rồi ta nghỉ nha. Thầy ơi, Minh Thư có thầy. Em Lê Thị Nhi thầy. Minh Thư hả? Minh Thư nào? Minh Thư Phạm Thị Minh Thư đúng không? Dạ. Thì trước con nghỉ hả? Rồi, đứa nào nữa? Lê Thị Nhi thầy. Lê Thị Nhi. Lê Thị Nhi rồi, ok. Rồi nha. Dạ thầy.